Xin chào quý anh chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì hiện tại trước mặt em đây đó là chiếc Hyundai Tucson. Thì hôm nay là ngày 20 tháng 7 2023, thì cũng là nửa cuối của tháng 7 rồi. Thì cũng chuẩn bị đến Gâu, thì em xin phép cập nhật cái chính sách giá. Thường thường thì giá của em về cuối tháng nó sẽ là tốt hơn một chút, nó sẽ tốt hơn khoảng vài triệu so với thời điểm là đầu tháng, giữa tháng. Thì em xin báo giá đến quý anh chị. Đây là chiếc Hyundai Tucson phiên bản đặc biệt có giá niêm yết là 955 triệu. Thì hiện tại chính sách đang được giảm cho quý anh chị đó là khoảng 57 triệu. Chiếc xe được bán với giá khoảng 898 triệu và lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang đâu đó khoảng 950 triệu. Vâng, một chiếc xe mà tầm thời điểm nó hot khi chiếc xe này mới ra đã lăn bánh vào khoảng gần 1 tỷ 1, thì hiện tại nó chỉ có giá khoảng 950 triệu thôi. Và phụ kiện thì bên em có tặng kèm cho quý anh chị đó là một bộ phim cách nhiệt, dán tất cả các kính New Sun của Mỹ, bảo hành 10 năm, trải sàn da, rồi thì là bọc vô lăng. Và nếu mà anh chị trả thẳng thì sẽ có quà tặng đó là chiếc camera hành trình hai mắt chất lượng full 2K, cả mắt trước cả mắt sau, cực kỳ nét, có tích hợp đó là cảnh báo tốc độ cũng như là nó sẽ có cảnh báo quan trọng khác. Về phần trả góp thì quý anh chị có thể vay đến tối đa 80% giá trị xe. Thì em đang tính cho anh chị tối thiểu là khoảng 898 này. Anh chị chỉ cần có khoảng 240 triệu là có thể lăn bánh được chiếc Tucson này rồi. Và cái lãi suất thời điểm hiện tại em cập nhật đó là vào khoảng hơn 9% trên một năm, thì nó rơi vào khoảng 0,75% trên một tháng. Thì khi mà anh chị vay 100 triệu thì năm đầu tiên thì anh chị chỉ mất khoảng 750.000 tiền lãi một tháng trên 100 triệu. Và sẽ cái lãi sẽ giảm dần theo dư nợ. Thời gian vay tối đa của anh chị là 8 năm. Đó. Thì chỉ cần khoảng 240 triệu là anh chị hoàn toàn lăn bánh được chiếc Tucson này rồi. Ở những cái điểm nổi bật thì em xin nói qua một chút, thì Tucson bản đặc biệt trở lên thì đã được trang bị như là cam 360 này. Rồi thì hệ thống đèn full LED, có đèn hỗ trợ vào cua cũng như là cái đèn hạ pha cốt, đèn thích ứng thông minh. Rồi thì kiểm soát hành trình chủ động SCC, giữ khoảng cách so với xe phía trước. Và phần cốp thì sẽ được trang bị đó là cốp điện chống kẹt và có mở cốp thông minh. Phần nội thất của xe thì sẽ có những điểm nổi bật như là có 8 loa Bose này. Rồi đến phần màn hình đa thông tin và màn hình giải trí trung tâm đều là màn hình có kích thước lớn là 10,25 inch, có điều hòa tự động hai vùng độc lập và có hệ thống cảnh báo giữ làn đường, cảnh báo lệch làn, rồi cảnh báo điểm mù trên gương, hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Trên phiên bản Tucson thì đều chuyển hoàn toàn 100% thành phanh tay điện tử. Và đặc biệt là trên phiên bản đây là trên phiên bản đặc biệt lên đã có sạc không dây. Đó. Còn cửa sổ trời toàn cảnh panorama thì được trang bị cho phiên bản xăng 1.6 turbo nha anh chị. Những cái màu xe sẵn thì bọn em sẽ có những cái màu như là màu trắng này, màu đỏ này. Đấy, đại khái những màu trắng, màu đỏ, màu đen là em sẵn xe ra cho anh chị. Phía sau thì được trang bị điều hòa, cửa gió, hàng ghế phía sau cũng như là cái độ ngả lưng ghế rất là tốt. Ngả lưng ghế tốt này thì giúp anh chị đi những cái cung đường dài, nó hạn chế được cái sự mệt mỏi và thư giãn. Ngả lưng ghế chống được cho anh chị những cái phút giây nghỉ ngơi trên xe rất là tốt. Và đặc biệt Tucson thì có một cái khoang hành lý, khoang cốp rất là rộng, nó rộng nhất phân khúc. Thì cái điều này giúp cho anh chị di chuyển trên những cái cung đường anh chị đi du lịch, mang được rất là nhiều hành lý cũng như những cái bộ gốp cồng kềnh để mình có thể trải nghiệm được cái nhiều cái tính năng mang lại. Thì phần đây là phiên bản Tucson, phiên bản đặc biệt. Còn phiên bản tiêu chuẩn thì bọn em sẽ có cái giá lăn bánh đâu đó khoảng 840 triệu. Kém phiên bản đặc biệt này là 100 triệu. Còn phiên bản dầu và
xăng turbo thì lăn bánh đâu đó khoảng 1 tỷ 050 đến 1 tỷ 055 triệu. Màu xe thì em cũng sẽ sẵn những cái màu trắng đỏ đen để giao cho quý anh chị. Thì cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Xin hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo của Hùng Xe Hơi ạ.